Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thì mới về một sản phẩm mới. Huy sẽ dành vài phút gửi lên kênh cho các anh chị và các bạn xem. Đây là chiếc xe Innova được sản xuất vào năm 2018, màu đồng bánh kim nha các bạn ha. Cái 2018 thì chúng ta đã có cái hệ thống cân bằng điện tử cho xe rồi. Xe thì bên Huy đã kiểm tra 176 hạng mục cũng như là về tình trạng của xe trước khi mà thu vô, đảm bảo chất lượng xe là không bị đông đụng, không bị ngập nước cho các anh chị và các bạn yên tâm. Bên Huy vào đảm cam kết bằng văn bản luôn. Đấy, vỏ xe còn nguyên bản theo xe nha các bạn, sản xuất năm 2018. Có che mưa, dán phim, rồi chén cửa, mặt chrome, nắp xăng. Xe này thì hiện tại bên Huy mới lấy về, chưa có làm maru cũng như là về việc đánh bóng lại xe, rồi vệ sinh nội thất, vệ sinh động cơ, vệ sinh gầm. Thì Huy muốn dành vài phút cập nhật về tình trạng xe cho các chị và các bạn xem trước khi mà bên Huy đưa xe vô làm marukuri, làm đẹp xe lại. Xe này thì có trang bị DVD, camera gear. Đây là camera gear của nó nha các bạn ha. DVD thì có bản đồ dẫn đường, và xe này thì có cả camera hành trình luôn các bạn ha. Đó, thì Huy sẽ quay sơ cho các chị và các bạn xem. Này, gầm nhún thì còn rất là đẹp nha các bạn. Xe này thì vẫn còn được bảo hành hãng, bảo hành hãng xe 2018. Vẫn còn được bảo hành hãng, cho nên là các anh chị và các bạn khi mua thì hoàn toàn yên tâm. Nếu như có bất kỳ cái lỗi gì trong quá trình sử dụng thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc luôn nha, để được kiểm tra. Nếu như mà nó thuộc lỗi của sản phẩm hoặc là lắp ráp thì đều được Toyota bảo hành cho các anh chị. Về Innova thì cực kỳ bền bỉ, về chế độ bảo dưỡng, chi phí rồi các bạn cũng khá là rẻ. Innova và phụ tùng mà sau này các chị và các bạn muốn thay thế gì đó thì cũng rất là phổ thông, giá cũng phải chăng. Rồi, sơ lược về phần ngoại thất cho các anh chị xem thì Huy sẽ giới thiệu thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe này cho các anh chị xem có phù hợp cho gia đình mình mua sử dụng hay không nha. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây, Huy mời các anh chị và các bạn xem về khoang hành khách trong xe. Thì đây là phía sau nha các bạn ha. Phía sau thì đây là dứa ha, là dứa chủ xe bỏ cho nó thơm, xe cũng cực kỳ là thơm đó, đồ nghề đầy đủ nha. Xe này thì đã được bọc da, ghế bọc da. Ok, rồi ở trên trần thì có bọc ni lông trần, bọc ni lông trần. Innova 8 chỗ ngồi rất là rộng rãi, thoải mái các bạn. Đây, còn đây là phần tapi cửa, tapi cũng được bọc da luôn rồi nha các bạn, khá là kỹ. Đây, những cái phần ốp cửa ở dưới sàn thì chủ xe có lót cái miếng ốp để tránh việc trầy xước khi lên xuống xe. Còn này là ghế, này ghế các bạn, da này cũng khá là xịn, 2018 tới giờ vẫn còn rất là đẹp. Xe thì đều có trang bị cửa gió điều hòa là hai hai dàn, thì mỗi cái hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa các bạn. Rồi mình vô mình coi sơ phần bên trong coi như thế nào. Ghế ha, đây là ghế trước bên tài, trước bên phụ. Đây tắp lô, trên tắp lô. Đây là đầu DVD, thì DVD này nó có chế độ dẫn đường luôn nha các bạn. Đây là Việt Map đó. Cái này là camera hành trình, camera hành trình các bạn. Xe này thì đây, chế độ Eco Power cùng với cái hệ thống chống trơn trượt. Rồi vô lăng thì có
có cái phím chức năng điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay đầy đủ. Nói chung là phần nội thất bên trong chủ xe giữ cũng khá là kỹ, tắp bi cửa, tắp lô, mọi thứ còn rất là đẹp. Các bạn xem qua ha. Rồi mình sơ lược về cái phần động cơ cho các anh chị và các bạn xem qua luôn. Động cơ 2.0. Động cơ thì bên Huy đã kiểm tra kỹ rồi, chưa đụng chạm gì hết nha các bạn, chưa từng tháo rã đầy tu, đảm bảo cam kết bảo hành, còn bảo hành hãng, cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Từng bộ lon con tán, từng giắc điện. Xe này thì động cơ nó hơi dơ thôi các bạn, hơi dơ thôi, còn chất lượng động cơ thì bên Huy đã kiểm tra kỹ rồi. Rồi thì Huy nhắc lại sơ bộ về chiếc xe Innova 2018. Xe này màu đồng ánh kim, trang bị thì coi như là full option rồi các bạn, DVD, camera gear, mọi thứ, có thêm camera hành trình nữa, lót sàn ha, bọc ghế da hay lót sàn đây, rồi mấy miếng tấm lót chân. Xe này thì hiện tại được bên Huy chào bán với giá là 601 nha các bạn, 2018 với giá chỉ 610 triệu thôi. Các anh chị và các bạn mua về đỡ tốn chi phí. Bây giờ để sở hữu một chiếc xe mới thì chúng ta lại tốn đâu đó khoảng phải 800, gần 850 ha, khoảng 850 nha các bạn ha, 850, 806. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Huy nha. Và hiện tại thì bên Huy cũng đang rất về rất là nhiều xe. Các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh, để khi có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các anh chị và các bạn đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình.